Bà Phương Hằng xin sách giáo dục công dân và đạo đức của Dreamer Duy Nguyễn để tặng lại cho Gia Bảo. Vũ trụ livestream của bà Phương Hằng tiếp tục gây sốt cho khán giả khi bà mời Dreamer Duy Nguyễn cùng tham gia. Điều gây sốt trên sóng livestream tối ngày 14 tháng 5, bà Nguyễn Phương Hằng đã xin lại hai quyển giáo dục công dân lớp 6 và đạo đức lớp 1 mà dàn nghệ sĩ Cát Phượng, Huỳnh Phương, Quách Ngọc Tuyên, Hoàng Mèo từng mang tặng cho Duy Nguyễn sau hồi nào liên quan đến cố nghệ sĩ Chí Tài. Cụ thể bà Hằng nói: "Bây giờ chị xin em trước mặt tất cả mọi người thì tôi xin Duy Nguyễn hai cuốn này, bởi Duy Nguyễn không xứng đáng nhận hai cuốn này. Thứ nhất, em ấy là một công dân yêu nước, cái gì thì cái, đụng tới dân tộc, đụng tới những con người máu đỏ da vàng thì bán mạng. Và em Duy Nguyễn cũng là một trong những con người mà tôi cảm được là một người dám bán mạng vì đồng bào, cho nên chị xin em hai cuốn này để chị tặng lại cho Lưu Hoàng Gia Bảo. Chị tặng em, ý chị Gia Bảo, hai cuốn này. Nếu mà em không nhận hai cuốn này thì chị cũng sẽ chuyển đến nhà em nếu biết địa chỉ để em về em học lại cái môn đạo đức và giáo dục công dân này. Hai cuốn này dành cho giải mất dạy nhất năm, giải mà chị đã đặt ra thì nó phù hợp hơn." Lý do bà Hằng nổi giận với Gia Bảo, cháu của nghệ sĩ Bảo Quốc, con nuôi Hoài Linh, là vì anh này đã đăng lên trang cá nhân nội dung mỉa mai nặng nề nữ đại gia. Bữa nay trước mặt tất cả quý vị là tôi xin Duy Nguyễn hai cuốn này. Bởi vì tôi thấy Duy Nguyễn không có xứng đáng nhận hai cuốn này. Bởi vì thứ nhất, em ấy là một người công dân yêu nước, đụng tới dân tộc và đụng tới những con người mà đã là máu đỏ da vàng rồi thì tôi bán mạng. Và em Duy Nguyễn cũng là một trong những con người mà tôi cảm được dám sống chết cho đồng. Cho nên là tôi chỉ xin em hai cuốn này để chị tặng lại cho cái em Lư gì đó, Lư Hoàng Gia Bảo. Ê, chị tặng em hai cuốn này mà em không nhận hai cuốn này thì đây chị cũng tặng đến nhà em nếu chị biết địa chỉ để em về em học lại cái môn đạo đức và giáo dục công dân này. Thì cái này dành cho cái giải nhất mà mất giải nhất năm về cái giải mà chị đã đặt ra thì nó phù hợp hơn. Và từ hôm nay em không có phải giữ hai cái này, nó không xứng đáng với em. Vì tư cách đạo đức và cái sự cống hiến của em không thể nào nhận hai cuốn này được. Hai cuốn này em đọc kỹ rồi chị ơi, bây giờ em có mấy cuốn mới rồi. Mấy cuốn mới rồi.